Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Tập 61, lúc này, từng luồng tiên khí đang đánh thẳng tới vị trí của Trần Trường An. Điều này làm cho Mên có chút kinh ngạc chút thôi. Hắn thầm nghĩ, lão gia hỏa đứng sau đi ra rồi, đánh đám trẻ xong thì đám già sẽ ra thôi, sau đó hắn liền tốc biến. Cái vị trí hắn đang đứng lập tức bị đánh tan tành, kèm theo giọng nói khinh miệt trần trường an ngươi bước vào tiên vực tàn sát tiên gia tội ác ngập trời có chết vạn lần cũng không đủ làm dịu lửa giận trong lồng ngực của chúng ta năm vị tiên đế có hơi bó tay thấy đám mới tới nên có chút cảm thấy ăn không tiêu đám tiên nhân thấy đám người tới thì vui mừng lắm sư phụ là lão ngũ tình hình cuộc chiến sắp bắt đầu đảo ngược rồi ngay cả tên vĩnh hằng tiên tôn ghi sử cũng nhe răng gớm ghiếc ra sự dũng mãnh của thất phu có thể kinh động thiên địa theo ta ghi chép lại một màn mang tính lịch sử này, ngũ lão tới rồi. Giết Trần Trường An, giết Trần Trường An, đám người tiên nhân hô hào cổ vũ ẩm ý, lúc này một tên tiên đế lạnh giọng, người cửu châu. Ngươi là người đầu tiên trong mấy vạn năm nay có thể ép chúng ta ra tay, khuyên ngươi nhân lúc này hãy suy nghĩ kỹ. Đám này tên nào tên nấy giáp trụ sáng bóng, ánh mắt hùng hổ. Nghĩ xem cách chết của ngươi chưa, bọn chúng giọng đầy khinh thường, nghĩ rằng ăn hàng chắc chắn rồi. Thật lắm lời, muốn động thủ thì nhanh lên, tiểu ra còn có việc phải làm nghe mên bố đời như thế đám tiên đế tức giận vội đi chết vậy à ta cho ngươi tọa nguyện cô ẻm tiên đế là người ra tay đầu tiên là là lôi pháp của võ lão đám tiên nhân lập tức nhận ra thân phận người ra tay mạnh quá ta ở đây cũng cảm nhận được dòng điện cái con rồng lộn đang lao nhanh về phía mên nhưng mà với tốc độ nhanh hơn điện mên dễ dàng tránh thoát điều này làm cho cô nàng võ đế rất kinh ngạc tốc độ nhanh quá tiên kỹ huyễn ảnh di hình Nhìn thấy thân ảnh của Mên, một người liền thi triển công pháp để tránh khỏi đòn tấn công của Mên. Thủ đoạn khác với tiên nhân bình thường, mấy người khác cũng như vậy sao? Mên cũng thắc mắc, thấy thế. Tên võ đế giá liền khinh miệt hắn, quát con, bất luận ngươi công kích ta như thế nào thì đều có thể hóa giải ngay lập tức. Mục tiêu của ngươi là phá hủy tiên vực nhỉ, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ngươi sẽ chỉ giống một con chó bị chúng ta hành hạ tới chết mà thôi. Tiếp lấy, bọn chúng liền tấn công tổng hợp, chơi trò hội đồng. Trần Trường An nhanh nhẹn né trách, nhưng công kích vẫn bám theo hắn. Vùng không gian trước mặt hắn bị chiêu thức che chắn, khiến cho tầm nhìn hạn chế. Chết cho bàn đế, từ bên trong đó, cô ẻm võ đế với thân hình nóng bỏng vác bưởi sông tới. Có được không vậy cô em, men vừa né tránh, vừa châm chọc. Sau đó thì đánh cho cô ẻm một gậy đập thẳng xuống dưới. Ngũ trưởng lão, thế thế, đám tiên đế còn lại lo lắng hét lên, lúc này, ánh mắt của men liếc nhìn về phía đám này. Rồi nhanh chóng đón đỡ đòn của thủy đế, Quất con, đằng sau chúng ta là ngàn vạn tiên gia, luận tới giác ngộ bảo vệ, ngươi không so được với chúng ta. Luận thực lực, ngũ đế chúng ta từng hợp lực giết chết cường giả Đỉnh Phong, ngươi chỉ dựa vào thù hận vô dụng trong lòng thì ra đòn giết đối với tiên vực. Chúng ta cũng có thể, có thù báo thù, có oán báo oán, chết đi, đám tiên đế tấn công không ngừng nghỉ. Vòi rồng của thủy đế như rồng lộn bắn thẳng về phía Mên. Nhìn thấy Mên bị bắn thẳng xuống đất, đám tiên đế hừ lạnh, tình hình cuộc chiến đã xác định, chúng ta thắng rồi lão tam lát nữa theo ta hạ giới tiêu diệt cửu châu đập tan hoàn toàn cái chậu cướp này không còn trần trường an cửu châu này mặc cho người khác nắn bóp một tay một cái thì có thể hủy diệt đợi đợi đã tên này đang nói thì đột nhiên nhìn thấy mên hắn hét lớn tiểu tử đó vẫn chưa chết thay vì nói chưa chết không bằng nói không hề tổn thương đi mên vác gậy trên vai cất giọng châm chọc giác ngộ của ta không tới lượt các ngươi bàn luận cao thấp tiếp tục nào điều này làm cho tên dẫn đầu kinh ngạc à? chứng kiến cuộc chiến từ xa giang gia chủ rất đỗi ngạc nhiên trần trường an đó thực sự lợi hại vậy mà còn có thể kiên trì được lâu như thế dưới sự vây đánh của lão ngũ ngọc thiền ngươi ở hạ giới đã lâu có biết trần trường an là ai không hắn rốt cuộc muốn cái gì nghe vậy cô ẻm ngọc thiền liền đáp gia chủ thực lực của trần trường an thâm sâu khó lường có thủ tất báo lần này tiên vực thực sự đã động vào giới hạn của hắn ngay cai từ giới hạn này giang gia chủ rất thắc mắc nhìn về phía giang toàn sở hắn có thể dễ dàng cứu được toàn sở song túc song phi ai dám ngăn cản hắn nhưng nếu thực sự như những gì người nói hắn còn muốn trả thù tiên vực gấp trăm ngàn lần nội tình của tiên vực lớn hơn hạ giới hắn căn bản không tác động được vào căn cơ của tiên vực thì có ý nghĩa gì chứ hú chi bây giờ trần trường an sắp bị ngũ lão chế phục ngọc thiền lại nói ra một thông tin bí mật khác gia chủ đó là phân thân của trần trường an bản thể vẫn ở cửu châu cái gì giang giả chủ rất kinh ngạc hỏi lại hình như hóa thân của trần trường an nhiều như đại la kim tiên đây đã không phải lần đầu tiên nàng ta thầm nghĩ hắn còn có phân thân khác lúc này nàng ta nhớ lại những gì nàng nói với hắn lúc trước trần trường an chúng ta đã cho ngươi lựa chọn là bản thân ngươi đi vào ngõ cụt khi ta bước ra khỏi truyền tống trận vốn muốn trực tiếp xử lý ngươi rồi hủy diệt giới vực này nhưng sau khi nhìn thấy ngươi thì ta đã thay đổi chú ý chỉ là một cỗ phân thân thì có tu vi tiên đế bây giờ không chỉ ngươi sẽ chết ngay cả cửu châu cũng sẽ không còn tồn tại Ta biết ngươi gần như vô địch ở hạ giới, nhưng muốn đấu với trời, có thủ tất báo, người của hạ giới có mạnh nữa cũng chỉ dựa vào giới vực. Giới vực một khi tan biến, vậy thì người hạ giới cũng sẽ chết theo. Giang gia chủ đã nhận ra, mục đích ngay từ đầu của hắn không phải toàn sở, mà là chính tiên vực này, tên tiên đế già lập tức ăn một gậy của mên bay màu luôn. Lập tức hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ giết chết tiên nhân tiên đế cảnh, thưởng 150 triệu điểm lĩnh vực. Nhị ca, bản đế muốn ngươi bồi táng, một tên nổi điên xông tới ôm chặt mên định nổ tung bản thân để báo thù làm cho mên có chút khó ở cái động máy nó tập trung một điểm đang phong tạo cực tên này tự bạo uy lực của vụ nổ lan rộng ra xung quanh khiến cho hòn đảo tiên vực bị trao đảo phá nát nhà cửa ở phía bên trên sức mạnh của vụ nổ còn ảnh hưởng sang cả những cái hòn đảo ở lân cận thay thế đám tiên đế còn lại tự nhủ với nhau nếu bị luồng điện này của lão tứ chạm vào dù là chúng ta cũng khó bảo vệ được bản thân an toàn tứ ca cô ẻm võ đế xông tới đỡ lão tứ kia đã bị đốt cháy đen rơi xuống cô ẻm thầm nghĩ ta bị một gậy thần hồn dao động gần như bị diệt tứ ca lại dẫn động tiên hạch một đổi một với trần trường an cuộc chiến này vậy mà thảm khốc như vậy có điều hắn nhất định phải chết đám người tiên giới đang cầu nguyện không ngừng làm ơn làm ơn người hạ giới mau đi chết đi nhìn thấy thân hình của mình bị bay màu mất một nửa đám này cũng vui mừng chúng ta vẫn là xử lý được hắn rồi sau đó thì hoan hô ầm vang trời xử lý được hắn rồi. Không hổ là trưởng lão, tên Tiên Tôn viết sử viết nốt những dòng sử cuối cùng của hắn, chết rồi, chết rồi. Ngũ lão tự tay giết chết người xâm nhập của hạ giới Cửu Châu, thu hoạch vô cùng lớn, tất cả đều phải ghi lại, toàn thắng. Lúc này, đám Tiên Đế cũng tụ tập lại, tuy Trần Trường An đó có thực lực Tiên Đế cảnh, nhưng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn. Tên này là lão đại của đám Tiên Đế, tên này đi về phía tên số 4 đã ngồi được dậy, nhẹ giọng nói, "Lão tứ ngươi làm rất tốt." thuật luân hồi này của ta còn một lần sau này ngươi sẽ sống lại đám tiên nhân chỉ về phía thân hình của mên chia xác rồi treo người hạ giới vực này ở nơi bắt mắt nhất ở hạ giới xem ai còn dám tạo phản cỗ dao động này là đột nhiên một cái tấm phù bay tới khiến hắn kinh ngạc tấm phù này từ bên trong thân thể của trần trường an bay vút lên trời mau theo ta hủy lá bùa đó đám tiên đế hốt hoảng tên lão đại lớn tiếng quát may mắn ta giữ lại một chiêu nhưng đám này chưa kịp chạy tới phá hủy thì từ trong lá phủ xuất hiện một khuôn mặt. Hãy run rẩy đi, các con kiến, mên lại trùng sinh phân thân mới của hắn. Làm cho đám tiên đế hoảng sợ, không, không thể nào, chúng ta không phải giết hắn rồi hay sao, bọn chúng cũng nhận ra là phân thân. Chúng ta giết phân thân, một phân thân lại khiến chúng ta hy sinh nhiều người như vậy sao, bọn này sợ hãi. Trần, Vĩnh Hằng Tiên Tôn lại chắp bút viết lại. Trần Trường An, hắn lại sống rồi, loạn rồi, loạn hết rồi, sách sử của ta ghi chép sai hết rồi, Hắn kêu gào, hắn còn mạnh hơn trước rồi, tuyệt, tuyệt vọng, phải làm sao mới có thể chiến thắng loại quái vật này? Lẽ nào đã tới vực chủ cảnh sao? Men nhẹ giọng cười, ta xử lý xong chuyện đó, các ngươi là cuối cùng. Hướng đó, hắn muốn tới tiên đình, không tốt, mau ngăn hắn lại. Thấy Men nhảy rời đi, đám này nhận ra ý định của hắn. Lúc này, Men đang tự nói với mình, ta phá hoại khắp nơi, từ đầu đến cuối không tìm chuẩn được điểm hạch tâm, thì ra đều bị mấy cái cột này tỏa ra tiên lực che đậy. Nhờ phúc của mấy lão già, di chuyển nhiều lần trong chiến đấu khiến ta biết được cái cây trước mắt chính là chỗ mệnh căn của tiên vực huyền vũ. Cái các ngươi tốn tâm tư bảo vệ, ta chỉ có thể nghĩ tới thứ giống như vậy, đó chính là chi trụ chống hạ giới, thượng giới. Thấy vậy, đám tiên đế vừa tức giận vừa sợ hãi, dừng tay, bất luận ngươi muốn làm gì cũng dừng lại, nếu chi trụ sụp đổ, thượng giới, hạ giới đều sẽ xong đời. Nhưng mà mên đâu có quan tâm, hắn chỉ mặt mấy tên này, bớt ngăn cản ta, thấy lực lượng từ đầu ngón tay của mên, đám tiên đế run rẩy vực vực chủ vậy mà là lực lượng của vực chủ cảnh như vậy thì chấm hết cho bọn chúng rồi lúc này men đứng giữa thiên địa lớn tiếng quát tiên giới nhìn hạ giới như con kiến tùy ý hành hạ coi mạng người như cỏ rác người hạ giới không trị được ta tới trị thù mà hạ giới không báo được ta đi báo nếu hạ giới không còn ta cần thượng giới này thì có tác dụng gì chứ hắn phá hủy mệnh căn của tiên vực huyền vũ này cùng lúc này tại tiên vực nghe thường vực bên cạnh tiên vực huyền vũ thiên đế cung lúc này một giọng nói cực kỳ tức giận vang lên là ai lại dám xông vào vào chỗ ở của vực chủ ngươi có biết đám bảo vệ báo cáo không chỉ là tiên vực huyền vũ chỗ chúng ta cũng có một người hạ giới xông tới rồi thân vệ quân hoàn toàn thảm bại chỉ thấy những tên canh cửa nằm gục giải rác ngươi lẽ nào là đồng bọn của tên tặc tử trần trường an kia dám xông vào nơi ở của vực chủ ngươi khó thoát khỏi tội chết một tên giáp trụ còn sống cố gắng quát hỏi nhưng mà cái bóng kia không trả lời, nó vẫn bay rời đi. Tiên vực Huyền Vũ vậy mà vẫn lạc rồi, lẽ nào thật sự là tiểu tử đó làm sao, chẳng lẽ nó mở trường sinh thể rồi sao? Người mặc áo đen nhẹ giọng tự nói với mình. Nếu để người của tiên vực khác phát giác sự việc, ắt sẽ thông qua pháp trận của tiên vực nghe thường mà tấn công hạ giới, buộc phải bước nhanh chân, phong ấn pháp trận truyền tống. Nếu đã như vậy, lực lượng phong ấn ngàn năm nay, ánh mắt người này có màu vàng quỷ dị. Tới lúc dùng tới rồi, người này vứt bỏ áo choàng đen hắn là sư phụ của trần trường an phong khởi vân phá sau đó liền tung một trường phá hủy cung điện ở nơi này từ tốn bước vào trong đám binh linh tức giận với theo ngươi ngươi rốt cuộc là ai tại sao tại sao một người phàm lại sở hữu sự mạnh của vực chủ hừ nghe vậy phong khởi vân khẽ liếc nhìn bọn chúng sau đó tiếp tục tiến vào bên trong cùng lúc này tại tiên vực huyền vũ cảnh đổ nát diễn ra khắp nơi tiên vực vỡ nát đám tiên nhân bình thường trôi nổi cố bám víu vào những lục địa trôi nổi. Ta không muốn, tụt trở về nơi rách nát ở hạ giới, ta là tiên, đám này gào thét trong vô vọng, thì ra tiên vực bị phá, tất cả người sẽ đều bị hút trở về hạ giới. Là thượng tiên trí cao vô thượng, sai khiến những con kiến phàm trần ở hạ giới, vĩnh hằng tiên tôn nhìn mà đua lòng, tiên vực, tiên vực này mà sụp đổ rồi. Không, không thể nào, không thể nào chứ, hắn không tin vào mắt mình nữa. Chuyện lớn như này, lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại. Ghi lại, buộc phải ghi lại để cho người đời sau biết, nhưng mà hắn lại không để ý, phía trên đầu đang có một cái mảnh vỡ tiên vực chuẩn bị đập xuống. Tên này đang mải chăm chú thì đi trầu trời luôn, chỉ còn sót lại cái bút rơi xuống mà thôi. Từng hòn đảo của tiên vực đang vỡ vụn, rơi xuống hạ giới. Mấy vạn năm nay, bất cứ kẻ địch nào cũng không thể tổn hại tiên vực, nhưng hôm nay, hôm nay, tên tiên đế lão đại chỉ về phía Mên, giọng tức giận. "Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã phạm tội lớn tày trời cỡ nào không?" tội lớn tày trời ư hừ trần trường a nhìn hắn lạnh giọng mà nói các ngươi tàn sát thương sinh coi chúng sinh hạ giới như cỏ rác bây giờ vậy mà còn có mặt mũi nói với ta nhìn thấy sức mạnh của trần trường án đám tiên đế còn sót lại sợ hãi không thể nào hắn vậy mà còn giấu lực lượng thâm hậu như này lẽ nào mục tiêu của ngươi luôn là cây thế giới vừa rồi chỉ là cố ý dụ chúng ta lộ ra vị trí của cây thế giới sao tên này giờ mới nhận ra mục đích thật sự của mình thì ra tiên nhân cao cao tại thượng cũng biết sợ sao trần trường an vừa lao tới vừa châm chọc cố gắng cảm nhận nỗi sợ hãi này đi bởi vì tính mạng của các ngươi kết thúc tại đây nhìn luôn sức mạnh đang lao tới đám tiên đế run rẩy cái gì một chiêu của mên đã cho một tên tiên đế bay màu điều này làm cho cô ẻm võ đế kinh sợ chỉ một kích thì nàng ta không dám nghĩ tới bởi vì đã ăn một đạp của mên cắt đôi người của nàng ta đại đại ca cứu nhưng với đám tiên nhân thì thế này chưa bay màu được cô ẻm cố bơi về phía tên lão đại tên này tức giận lắm trần trường an ngươi ngươi cho rằng ngươi làm loại chuyện này còn có thể toàn thân rút lui sao nghe vậy mên cười châm chọc hắn ai dô, vẫn thuyết giáo à diễn cho ai xem thế ngươi tưởng ta còn có đường lui à đợi ta đi đánh thức vực chủ thì ngươi sẽ biết sự cuồng vọng của mình rốt cuộc ấu trĩ như nào tên này bay vút đi bỏ mặc cô ẻm võ đế bay màu hệ thống lại phát thưởng cho men, ký chủ giết chết hai cường giả tiên đế thưởng 300 triệu điểm lĩnh vực. Thấy tên kia chạy trốn, Mên vươn tay, hình thành một cái mặt trời nóng rực, hừ muốn chạy sao. Vậy thì đã quá muộn rồi, hắn vung tay ném mặt trời nhỏ đuổi theo tên lão đại. Nó đuổi theo với tốc độ chóng mặt, đã đuổi sát đít tên này. Khiến cho hắn hoảng sợ, cái gì, tốc độ này, không thể nào, không thế nào. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng tay đón đỡ mặt trời nhỏ này. Nhưng mà khi vừa chạm vào, thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra khiến cho xa xăm trong vũ trụ cũng nhìn thấy, giống như vụ nổ bích bang vậy. Người của hạ giới cũng có thể nhìn thấy vụ nổ này, giống như một ngôi sao phát nổ. Còn tất nhiên, những cái hòn đảo của tiên vực huyền vũ ở phụ cận thì bị nổ tanh bành. Những cái ở xa xa thì bị lực ép từ vụ nổ vỡ vụn. Nhưng mà đột nhiên có mấy cái vòng sáng xuất hiện, ngăn chặn vụ nổ này. Điều này làm cho men hết sức ngạc nhiên, cái gì? Vực, vực chủ ngài xuất quan rồi, tên lão đại thấy người tới thì vui mừng lắm, hắn nhận ra ông chủ của mình. Người mới tới, đi đôi chân trần, đạp trên hỏa diễm mà tới, hắn lạnh giọng, ta bế quan 3.000 năm, sự vụ lớn nhỏ của tiên giới đều do các ngươi phụ trách. Kết quả các ngươi lại khiến tiên giới vẫn lạc, thật sự khiến ta rất thất vọng, hắn liếc nhìn về phía tên lão đại kia. Sau đó thì dùng tay, tiễn tên này đi gặp ông bà ông vải trong sự gào thét đau đớn của hắn, hóa thành khói bụi, biến mất khỏi thiên địa. Hệ thống ngay lập tức thông báo cho men, ký chủ, kiểm tra được cường giả vực chủ cảnh, phiên bản hiện nay của hệ thống tạm thời chưa tra được tư liệu của đối phương. Nghe vậy, mê nhìn chăm chú tên này thầm nghĩ, vực chủ sao, khác với những tôm tép khác, tiếp theo e là một trận ác chiến, nhưng chỉ cần bản thể của mình vẫn còn thì có thể dùng phân thân. Thấy mên trầm tư, tên vực chủ liền như đọc được suy nghĩ của hắn, tiểu tử ngươi đang nghĩ, chỉ cần bản thể của mình không bị phát hiện thì có thể dùng phân thân đánh gục ta nhỉ. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai, ta là thần, hắn chớp mắt đã tới túm đầu cái đầu bị đám thí thiên chặt lúc trước của mên ánh mắt khinh miệt. Nhặt lấy cái đầu của ngươi đi, hắn vứt cái đầu này về phía mên. Sau đó quỳ xuống, tên này ra lệnh, đồng thời uy áp tỏa ra về phía dưới. Cùng lúc đó, khu vực trung tâm của Pháp trận truyền tống tiên vực của tiên vực nghe thường. Sư phụ của mên đang lục lọi, cảm nhận được hắn liền tự nhủ, khí tức vừa rồi, bên phía tiểu tử chắc đã đối đầu với vực chủ rồi. Mình phải nhanh lên, nhưng nơi này quá yên tĩnh, vừa không ai đuổi tới, cũng không có dấu hiệu các tiên vực khác truyền tống tới nhưng bất luận là mình hay tiểu tử đó, gây ra động tĩnh cũng đã rất lớn rồi mới đúng, hơn nữa vực chủ của nơi này cũng không tìm thấy, đây rốt cuộc là. Đột nhiên một cái mặt nạ quỷ xanh treo ngược xuất hiện ở góc. Kẻ nào, khiến cho sư phụ của mên ngạc nhiên, sau đó thì tung một trưởng về phía nó. Nhưng mà tên đó nhanh nhẹn tránh thoát, khi thấy rõ mặt người này, sư phụ của mên kinh ngạc, cái gì, đợi đã, ngươi, ngươi là Khi nhìn rõ thì biến thành hồ nghi, đây là vực chủ của ngươi thường, nhưng, đã không còn thở nữa, bị người khác ám sát sao, nhưng người có thể lặng lẽ giết chết chủ nhân của tiên vực, rốt cuộc là ai? Bị người khác moi sạch nội tạng rồi, hắn kiểm tra một vòng thân thể người này. Cách chết như này, không sai được, sao lại nhanh như vậy? Nhưng nếu vực chủ này chết rồi, đột nhiên, hắn nhận ra được điều gì đó hoảng sợ, gay rồi. Sau đó, hắn liền di chuyển tới tiên vực Thanh Long, lại một người nữa, nơi này cũng thế, tiếp theo là tiên vực Chu Tước. Cách chết đều bị người khác moi sạch nội tạng, tiên vực Bạch Hổ tất cả vực chủ vậy mà chết hết. Đợi đã, nếu vực chủ chết hết không còn một ai, vậy khí tức vừa rồi, lại là ai chứ? Cái tên xuất hiện ở vực huyền vũ kia lại là tên nào chứ? Hắn có chút lo lắng cho đồ đệ bảo bối. Bởi vì lai lịch của người này không rõ, lại giả dạng thành vực chủ của tên vực huyền vũ. Nhưng mà, đối với bên thì cũng chẳng có gì phải lo lắng, hắn vẻ mặt như chưa tức tên vực chủ với ngón tay thối. Sau đó, lạnh giọng nói với tên này, vẻ khinh thường, ngươi cũng muốn nhảy múa sao. Tập 63, đây là cuộc chiến giữa người mạnh nhất thiên giới với người mạnh nhất hạ giới. Quỳ xuống sao, mê nhìn thẳng vào tên vực chủ hỏi lại. Sau đó thì cười một cách khinh thường, ha 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 ha. Cả đời lão tử, chỉ quy trước người chết mà thôi, hắn liền bắn chỉ liên tiếp, nhất dương chỉ phiên bản tăng cường. Từng mũi tên ánh sáng lao vòng vòng về phía tên vực chủ kia. Nhưng mà tên vực chủ chỉ dùng hai ngón tay tạo ra khiên chắn, chặn lại toàn bộ đòn công kích của mên. Hắn khẽ cười, thăm dò thì miễn, có bản lĩnh gì thì lấy hết ra đi điều này làm cho trần trường an cảm thấy không đúng kỳ lạ cũng là vực chủ cảnh thực lực của hắn lại hơn xa cỗ phân thân này muốn thắng sợ rằng phải dựa vào lĩnh vực mới được vì vậy hắn liên hệ với hệ thống hỏi xem tiên vực huyền vũ sập thì lĩnh vực vô địch cần bao lâu mới có thể bao phủ tới đây ngay lập tức hệ thống tính toán ra cho hắn dựa theo tốc độ sập của tiên vực thì thấy cần 10 phút nghe xong men liền cười nhếch mép ra quyết định vậy thì chơi với hắn 10 phút Mười phút sau, ở trong lĩnh vực vô địch, mình dạy dỗ hắn làm người sau, giá trị của con dê béo này khác với những tên lâu la kia. Đột nhiên, ở phía bên phải của men có một cái bóng đen đầy ma khí đang từ từ áp sát, làm cho hắn khá kinh ngạc. Gai rồi, từ khi nào mà cái này lại không tiếng động áp sát gần hắn, mà hắn lại không chú ý được tới. Nhưng mà không còn kịp nữa, đoá hắc liên này đã biến khổng lồ, tấn công về phía men Sau đó thì phát nổ như phật nộ hỏa liên của tiêu viêm. Lúc này, Tên vực chủ kia vừa nhìn về phía Trần Trường An vừa thầm nghĩ, định luật có khói thì không tổn thương thì mình đã biết, khí tức vẫn còn, hắn sẽ còn ra tay. Ám lên khiến hắn nhằm tưởng phương hướng, chỉ có thể giết về phía trước, một khi lộ mặt mình lập tức giết hắn, thực lực của mình mạnh hơn hắn nhiều, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đột nhiên, hắn thấy Trần Trường An xuất hiện từ phía bên dưới, áp sát hắn. Lúc này, ánh mắt của Mên đầy sự tức giận, vung nắm đấm thẳng mặt tên vực chủ, khiến tên này không kịp né tránh, ăn nguyên một đấm vỡ mồm. Sau đó thì bị bắn về phía sau, đập vỡ mấy cái tiểu đảo mới đứng vững. Minh cũng đuổi theo sát phía sau, giọng đầy tức giận, thích đánh lén đúng không? Đại uy, Thiên Long, lão tử có thể làm tổ sư gia của ngươi, dám chơi trò này với ta à? Đây lại là chiêu thức của Phật môn, dùng Phật hóa ma là đúng bài rồi. Nhưng mà cái tên vực chủ này, vẫn kịp thời dùng tay đỡ được một quyền của Trần Trường An, khiến cho Minh khựng lại giữa không trung. Tên này cất tiếng khinh thường, vô dụng thôi giữa ta và ngươi tranh lệch cực lớn sự phản kháng của ngươi chỉ là con mũi ngược lại thì nhục thân tiên lực của ngươi ta rất hài lòng hắn khẽ nhếch mép cười cũng chỉ đang trêu đùa trần trường an mà thôi có tí thực lực thì ra vẻ à điều này làm cho minh khá tức giận vậy thì thử xem sao xem nắm đấm của ai to hơn thế là hai người lại lao vào nhau giao lưu chiêu thức làm phá vỡ không biết bao nhiêu cái tiểu đảo trôi nổi trong hư không thậm chí đòn đánh của hai người có đôi lúc còn xé rách cả không gian hay một đòn thì lại phá nát một cái tiểu đảo thành bụi phấn. Cùng lúc này, tại dưới hạ giới, đám dân chúng ở Vân Châu đang được cứu chữa sau một hồi đại chiến khốc liệt, tiếng trẻ con khóc mãi không dừng, lòng người đều ủ rũ. Đột nhiên, một vị đại thúc đang được bảo nhi băng bó, lại nhìn lên trời, hét lớn, các, các người nhìn, trời, trời sập rồi. Thì ra từ trên trời, thiên ngoại linh thạch đang ầm ầm lao xuống, hơn nữa số lượng còn không ít. Điều này làm cho mọi người đều hoảng sợ, đó là thứ gì rơi xuống. Những cái thiên thạch nóng rực là những cái tiểu đảo bị tan vỡ đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Có mấy vị mắt mũi vẫn còn chưa bị cận, hoặc có thể bị Viễn thị đang mở lớn nhìn lên rõ ràng, "Đậu mấy nó, ta bị hoa mắt rồi hả? À? Ta hình như nhìn thấy Châu chủ ở bên trên." Một vị khác cũng xác nhận, "Ta cũng nhìn thấy, ngài ấy đang chiến đấu với tiên nhân, ta không bị hoa mắt đấy chứ." Thấy vậy, Bảo Nhi quay sang hỏi Hồ Yêu, "Bạch Nguyệt tỷ tỷ, hiện nay các châu từ núi phi tiên tới bên ngoài Vân Châu đều đã bị hủy diệt." sư phụ phân thân lên thượng giới, chúng ta cũng không biết tình hình, phải đưa ra dự tính xấu nhất. Mau, mau đưa bản thể của sư phụ vào những không gian tu di trốn trước, thứ đó một khi rơi xuống, cả cửu châu sẽ nghênh đón ngày tận thế, cô nàng rất cẩn thận. Lúc này, những cái thiên thạch với sức nóng kinh người đang sắp lao tới. Hệ thống cũng đang thông báo cho men, tiên vực huyền vũ sập, lĩnh vực vô địch còn lại thời gian một phút. Còn hắn thì đang thở phì phò như châu, thầm nghĩ, quần đấu thời gian dài như vậy, tên này vậy mà không hề tổn hại, đây vẫn là lần đầu mình gặp phải đối thủ mạnh đến khó tin như vậy. Như vậy mới thú vị, kinh nghiệm chiến đấu được ma luyện rồi, hắn khẽ vuốt vệt máu trên cằm đi. Còn tên vực chủ kia, có vẻ vẫn rất sung sức, nhìn về phía mên, nhìn không ra cỗ phân thân này của ngươi còn khá giỏi chịu đòn đấy. Không có tiên lực thì không thể đánh một trận với ta đâu, hắn châm chọc. Tiện dân, sao có thể thắng được thần chứ, đây là định lý bất di bất dịch. Kết cục của ngươi, một con đường chết mà thôi. Bát Hoang Thần đao chạm, tên vực chủ kết ấn, hình thành tấn công. Từ vị trí của hắn, vô số ánh đao chém về phía Mên. Trần Trường An cũng chẳng tránh né, hắn dùng thân thể của mình để nghênh đỡ. Tiên vực Huyền Vũ sập, lĩnh vực vô địch đếm ngược thời gian, hệ thống thông báo cho hắn, 10. Ánh mắt của Trần Trường An rực sáng, cùng với những tiếng đếm của hệ thống. Hắn còn đang phải đón đỡ đòn tấn công vô cùng vô tận của tên vực chủ kia. "Trò chơi kết thúc rồi, tiểu tử." Tên vực chủ giơ tay lên, Định dùng chiêu cuối kết liễu Mên. Một đấm của hắn xuyên thủng ngực phân thân của Trần Trường An. Vậy ư, khóe miệng Mên khẽ nhếch mép cười, trong sự khó hiểu của tên vực chủ. Có lẽ ở trên trời, ngươi là thần cao cao tại thượng, nhưng đã tới địa bàn của ta, ký chủ, phân thân đã tiến vào phạm vi lĩnh vực thì ra là hệ thống lĩnh vực vô địch, sau khi phá hủy tiên vực Huyền Vũ cũng đã bao phủ được tới nơi này. Ký chủ, ta rất tức giận, thèm vào quan tâm hắn là thần hay là thánh, hệ thống cũng tức thay cho Mên, lúc này Mên dùng một tay túm đầu của tên vực chủ, làm cho hắn hoảng sợ bởi vì hắn không thể dãy dụa, sao có thể chứ? Ngươi là cái thá gì, đều phải chết, hệ thống và mên đồng lòng tuyên án tử cho tên vực chủ. Người nên chết, là ngươi, nhưng mà tên này vẫn đang cố dãy dụa. Nhưng trả lời cho hắn là một trưởng khủng bố của mên, đánh thẳng lên thân trên của tên vực chủ. Chỉ một đòn, đã đánh tan nửa người phía trên của hắn thành bọt phấn, làm cho hệ thống lại bị quá tải một phen, đang tính toán điểm lĩnh vực khổng lồ đánh xong men cũng thầm kêu may mắn phân thân của hắn có thể hưởng một lần lực lượng của lĩnh vực đột nhiên từ bên trong nửa thân thể của tên vực chủ một cánh tay chui ra ngoài tên này lẽ nào còn có thể sống lại sao thấy cảnh tượng vòng xoáy trước mặt men có chút ngạc nhiên tự hỏi nhưng mà xuất hiện trước mặt hắn không phải là một nam nhan mà lại là một cô ẻm ngực bự làm cho thanh niên há hốc mồm vì kinh ngạc sự dãy dụ của ngươi không có nghĩa lý gì hết nàng ta cất giọng lạnh lùng tuy rằng bộ loa vĩ đại nhưng thân thể thì quái dị, phần dưới giống như một con rắn vậy. Lần này đổi người khổng lồ rồi à, Mên cất tiếng hỏi châm chọc. Cái con này vẽ vòng vòng trên đầu, hình thành một vòng xoáy nhỏ hắc ám. Cùng với đó, ánh mắt cô ẻm nhìn về phía Mên tràn đầy sự khinh miệt. Lúc này, Mên cũng cảm giác được cái cỗ khí tức này, hắn rất hồ nghi, đây không phải là của giới vực này hay sao chứ. Đây là công kích gì, không đau không ngứa, không tốt, phải tránh ra, hắn muốn né tránh thứ không biết tên này. Nhưng mà không kịp, những cái hắc khí này đã theo ngũ quan của hắn chui vào trong thân thể điều này làm men rất kinh sợ bởi vì hắc khí này đang dần ăn mòn cơ thể hắn từ bên trong nó đang từ từ hút cạn sinh lực và phá hủy nội tạng bên trong người còn cô ẻm có cái đuôi quái dị như cái con cá mập búa đứng lạnh lùng nhìn men phân thân tử vong lúc này toàn bộ phân thân của men đã bị ăn mòn chỉ còn sót lại đôi giày rách ngay lập tức phân hồn của hắn đã quay trở về với bản thể hắn lập tức tỉnh dậy rất lấy làm khó hiểu, chuyện gì thế, dáng vẻ đó là chân thân của tiên chủ cướp chó sao. Không đúng, không giống người của tiên giới, rốt cuộc là gì chứ, bởi vì vực chủ không thể mạnh được hơn hắn. Tập 64, trong lúc này, cô ẻm vực chủ kia đang thì thầm với mình, không thể lại gần nữa, giây phút vừa rồi tiên vực sập, phân thân của hắn đột nhiên bạo ra lực lượng kỳ lạ. Trông giống như loại lực lượng pháp tắc của lĩnh vực nào đó, nàng ta đang phiêu phủ phía trên bầu trời, cùng với đó, những cái thiên thạch kia đang bắn xuống hạ giới như gặp phải hố đen bị nuốt từng cái nếu vừa rồi không rời khỏi cái vỏ đó kịp thời bị ngươi kéo vào trong sợ rằng thắng thua thật sự khó nói cô ẻm lạnh giọng nói ra cô nàng này có vẻ tự luyến thích tự ôm ấy quả loa độ của mình xung quanh vờn những cái lôi điện hắc ám hơn nữa kết cục đã tới gần nàng ta nhìn đám tiểu đảo đang rơi xuống cho rằng kết cục của hạ giới đã tận tiên vực hủy diệt sự giáng thế của thiên ma tộc ta đã được xác định thì ra nó không phải là vực chủ mà là thiên ma tộc có lẽ vực chủ các tiên vực khác cũng đã bị đám này ăn giỏi sư phụ người tỉnh lại đi bên ngoài sao rồi linh bảo nhi cất tiếng gọi trần trường an nghe vậy minh cũng xuất hiện an ủi cô nàng đừng hoảng còn đám người hạ giới được vào nhẫn không gian thì cảm ơn trời đất trời sập xuống rồi may mắn chúng ta trốn vào trong nhẫn không gian lúc này ở bên ngoài lôi điện hắc ám của con thiên ma kia đang dần hình thành nó giang rộng hai cánh tay lớn tiếng nói, cuộc chiến ngày hôm nay kết thúc tại đây, cố gắng hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng của các ngươi đi, những người phàm. Cùng với đó, một cái bảo tháp quỷ dị đang xuất hiện thông qua truyền tống trận do con thiên ma thiết lập, trong đó, từng con thiên ma đang bỏ ra ngoài. Đợi tộc của ta ráng lâm, con thiên ma lạnh giọng cười. Lũ kiến các ngươi chỉ có một lựa chọn mà thôi, hoặc là thần phục tộc thiên ma chúng ta, hoặc là chết, nó cất giọng bố đời vang vọng khắp thiên địa hạ giới. Nhưng mà nó cũng vẫn đang quan sát cái mai rùa đang bảo vệ cho hạ giới kia, chỉ dẫn động tộc nhân của nó tới, rồi mở cánh cửa không gian. "Tiểu tử, chúng ta hẹn gặp lại sau." Nó quyết định không chui vào mai rùa chiến đấu với Men, mà dẫn tộc nhân của nó rời đi trước. Cùng lúc này, ở bên trong nhẫn chữ vật, Trần Trường An nhờ có hệ thống cũng cảm nhận được cái con này đang rời đi. Chỉ có Linh Bảo Nhi là vẫn đang đứng trốn sau lưng hắn, vẻ mặt có chút sợ hãi. Ở bên ngoài, những thiên thạch vẫn đang lao xuống với kích thước ngày càng lớn. Một cái cuối cùng và lớn nhất đi qua tầng bảo vệ của lĩnh vực hệ thống, rơi xuống một khu vực không người. Mười năm phút sau, Bạch Nguyệt lại khởi động nhẫn chữ vật của nàng, từng luồng ánh sáng từ bên trong đó đi ra. Hóa thành đám người của hạ giới, mọi người ra ngoài thì đều vui vẻ, chúng ta được cứu rồi sao? May mắn chúng ta còn có nhẫn không gian, nếu không thật sự sẽ chết không toàn thây. Là châu chủ, lại là châu chủ bảo vệ chúng ta, bọn hắn nhìn về dáng người cao lớn của mên đầy cảm động giờ đây hình bóng của trần trường an quá vĩ đại trong mắt người dân hạ giới rồi lúc này đột nhiên có điều gì đó khiến cho mên giật mình quay lại thì ra là bảo nhi và bạch nguyệt sư phụ đại nhân tiền bối ngài không sao chứ tiên nhân vừa gây ra quấy phá cứ để bọn họ chạy sao ừ giặc cùng đường đừng đuổi theo hắn vui vẻ cười giải thích cho hai nàng trong lòng thì thầm nghĩ nữ nhân vừa rồi kia một kích thì đánh chết phân thân của mình cho dù phân thân lúc đó không có hiệu quả vô địch, nhưng vẫn không thể coi thường, giải quyết nàng ta, tuy chỉ cần sử dụng điểm lĩnh vực kiếm được vừa nãy mở rộng lĩnh vực là được, nhưng ngay từ vừa rồi thì thấp thoáng có thể cảm thấy trong tháp đó có tồn tại mạnh hơn nữ nhân đó. Thay vì cố giết, gây nên cảnh giác, không bằng đợi làm rõ toàn bộ nguyên nhân, hơn nữa có đủ điểm lĩnh vực bao trùm cả ngọn thấp cao. Giải quyết bọn họ trong một lần luôn, vẻ mặt của hắn đầy tự mãn với kế hoạch của mình, rớt rãi rơi đầy mồm. Đột nhiên, lại có người tấn công ngay trước mặt của hắn làm cho đất đá nổ vỡ tung điều này làm cho mên có chút kinh ngạc nhìn chăm chú quả nhiên là tiểu tử ngươi bóng đen từ bên trong khói bụi nhẹ giọng nói phiên phức lần này chọc đủ lớn đấy thì ra là lão sư phụ của mên từ tiên giới quay về lão đầu sư phụ mên vui mừng kêu lên điều này làm cho bảo nhi có chút ngạc nhiên sư tổ sao mên vui mừng chạy tới chào hỏi người đi đâu thế ta tìm người rất vất vả đấy còn khôi phục dùng mạo rồi hai người lâu không gặp, liền tiến tới đập tay vào nhau thay cho cái ôm chào hỏi. Nhưng mà đó chỉ là che mắt mà thôi, hai ông thần già đầu liền bao búa kéo ẩm ý, khiến cho đại địa rung chuyển. Nhưng rồi, lão sư phụ thắng được một ván thì vui mừng trước vẻ mặt như đưa đám của mên. Lúc này, lão sư phụ nhẹ giọng nói, đồ nhi, ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tạm gác sang một bên đã, lần này kẻ địch các ngươi đối đầu. Không tầm thường, bọn họ là tồn tại còn đáng sợ hơn tiên vực của thượng giới, nếu ta đoán không sai, bọn họ tới từ đại lục hàng cổ đại lục hàng cổ nghe cái tên này làm cho ba người đều có chút kinh ngạc hồi hỗn độn sơ khai thì có đại lục hàng cổ mà trên phiến đất đai cổ xưa đó đã sinh ra vô số chủng tộc tộc thiên ma chính là một trong số đó cái đám thiên ma này đặc trưng là những cái con quái vật ghê tởm vì để tranh đoạt tài nguyên các tộc đấu đá lẫn nhau suốt trăm tỷ năm cũng chưa thể phân ra thắng thua mà ở trong sự xâm lược dài đằng đẵng này một phần nhỏ trong đó căm ghét chiến tranh vì vậy bọn họ hợp lực phá vỡ thứ nguyên phong bế chạy tới giới vực của chúng ta mà bọn họ chính là chủ nhân đời thứ nhất của tiên vực thượng giới những người này tới đây với thực lực mạnh mẽ đã chiếm đoạt mảnh thiên địa này nhưng theo sự trôi qua của dòng thời gian chúng tiên quên mất lý do bọn họ tồn tại bắt đầu cướp đoạt tài nguyên của hạ giới mà ta trước kia cũng là một trong số đó thì ra lão sư phụ của minh cũng là một tiên nhân từng đánh giết với đám thiên ma kia bảo sao hắn nhận ra được thủ đoạn giết các vực chủ kia cuồng bạo giết chóc, máu tươi, mãi mãi không thỏa mãn được dục vọng chinh phục, cấu thành toàn bộ ta của trước kia, hắn đã quên mất bộ phận trí nhớ căm ghét chiến tranh khi tới đây. Nhưng, ngẫu nhiên một lần, ta ở trong cuộc công đánh hạ giới, máu vô tình nhỏ vào pháp khí của chủ nhân nào đó của hạ giới. Pháp khí cho ta hình ảnh tái hiện, ta ở trong đó nhìn thấy hình ảnh xâm nhập của đại lục hàng cổ, ở dưới sự tàn phá của vô số thần ma, bách vật suy thoái cả ở tiên vực và hạ giới. Về sau, ta mới biết kiện pháp khí đó là một trong những pháp khí nguyên sinh của đại lục hàng cổ được ta mang tới giới vực này vào lúc ban đầu dựa theo điều tra của ta người của thượng giới càng tranh đấu nhiều huyết mạch hàng cổ trên người chúng ta sẽ thức tỉnh từng chút từ đó khiến người của đại lục hàng cổ cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta nếu thực sự tới bước này chúng ta chắc chắn sẽ chết ta sợ hãi tìm được một kiện pháp khí hàng cổ khác vốn muốn dùng nó cảnh cáo thượng giới nhưng bọn họ không những không nghe lời khuyên còn nổi lòng tham lam với pháp khí hủy diệt tiên vực của ta bị ép tới bất lực ta mới tự xuống hạ giới dùng thời gian cứu nước nhưng ta vất vả một đời cố thử kéo dài cho thương sinh cho dù chỉ là thời gian một nén hương nhưng rốt cuộc vẫn công cốc dã tràng hai bây giờ tính ra tộc thiên ma này chắc đã xâm nhập vào cơ thể của các vực chủ từ vạn năm trước ta lại không hề hay biết sư tổ nhưng bọn họ mạnh như vậy tại sao không trực tiếp tấn công mà lại chạy trốn nghe bảo nhi hỏi ngay cả lão sư phụ cũng không rõ ràng nguyên nhân điều này làm cho bên nghĩ ngợi như vậy thì thấy mình vừa rồi không ra tay, quả nhiên là đúng, lòng quyết tâm ẩn nấp vạn năm, đánh rắn động cỏ, nhất định hậu quả khôn lường. Bỏ đi, bây giờ nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, trước tiên cứu sống người trong lĩnh vực vô địch, rồi đánh thức toàn sở, những chuyện còn lại. Lát nữa sau khi thương lượng với sư phụ rồi tính tiếp, sau đó ra lệnh cho hệ thống, kết toán, xem thử cứu sống mọi người trong lĩnh vực và đánh thức toàn sở cần bao nhiêu điểm lĩnh vực. Lúc này, hệ thống cũng đã làm xong, điểm lĩnh vực đã kết toán xong, ký chủ hủy diệt tiên vực huyền vũ, giết chết các tiên nhân, tổng cộng có được 950 triệu điểm lĩnh vực. Còn về bảng thuộc tính của men, họ tên Trần Trường An, điểm lĩnh vực 950 triệu 233, phạm vi lĩnh vực 249.527m, khoảng cách từ núi Phi Vân tới Vân Châu, kỹ năng kích hoạt sinh linh vạn vật, tiên đạo chân giải, đặc hiệu mắc điểm, quản lý sinh tử, năng lực hiện có kính hoa thủy nguyệt, vĩnh viễn, tiên đạo vĩnh tồn, vĩnh viễn, kho hệ thống dung lượng 10 ô, gồm 99 túi quả cá muối, 99 túi qua cá muối, một chìa khóa bí cảnh thần thoại, 99 mảnh vỡ giới vực. Ký chủ đã đổi phân thân cấp bậc tiên chủ trừ 400 triệu điểm lĩnh vực. Lúc đó vì điểm lĩnh vực không đủ mà vay hệ thống 200 triệu điểm lĩnh vực, bây giờ trừ 400 triệu điểm lĩnh vực trả lại hệ thống. Điểm lĩnh vực hiện nay là 550 triệu 233, cảm ơn đã chiếu cố. Đù mé, 400 triệu, điểm lĩnh vực lão tử vất vả kiếm được, trong nháy mắt thì trừ luôn của lão tử. Hệ thống ngươi là tên lừa đảo, làm cái gì, Sướng xong rồi thì không cần tốn tiền à, Mên khóc hết nước mắt. Nhưng mà làm gì được hệ thống chứ, quy định của nó, trò chơi của nó, bỏ đi, điểm lĩnh vực kiếm được thì phải dùng. Hệ thống, ta muốn cứu sống tất cả những người đã chết ở trong lĩnh vực vô địch, nghe vậy, hệ thống liền thông báo, muốn cứu sống tất cả những người đã chết trong lĩnh vực vô địch cần trừ 100 triệu điểm lĩnh vực, có sử dụng tính năng quản lý sinh tử để tiến hành cứu sống không? Điều này thì Mên không có gì phải nghĩ ngợi, lập tức đồng ý, điểm lĩnh vực đã trừ đang sử dụng tính năng quản lý sinh tử từng luồng sinh mệnh lực từ vị trí cả mên đang lan rộng ra xung quanh sau đó đi vào những người đã bị bay màu của hạ giới ngay lập tức những người này động đậy chân tay sống lại cả đám tỉnh dậy rất kinh ngạc đám châu chủ mông lung lắm ta chưa chết trong ký ức đã bị chết rồi nhưng bây giờ ta tới địa phủ rồi sao ta không phải chết rồi sao chuyện chuyện này là sao vậy mọi người mau nhìn người người chết lại sống rồi ôi trời đất mình chắc sẽ không xuất hiện ảo giác chứ linh bảo nhi ôm miệng kinh ngạc mọi người đều vui mừng ôm chầm lấy nhau bé ơi bé của mẹ hu 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 tình ca ta còn tưởng cả đời này ta không nhìn thấy huynh nữa hu 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 chuyện này sao có thể chứ lão sư phụ rất lấy làm kinh ngạc cơ thể mình sống lại rồi sao người đại ca bị thí thiên chiếm thi thể cũng đã sống lại đột nhiên một tiếng gọi hắn từ phía sau ca ca muội chưa chết muội chưa chết huynh đi đâu vậy thì ra là cô nhóc em gái của hắn. Hai huynh muội trùng phùng, nước mắt người đại ca lăn dài trên má vì xúc động. Người em gái hắn nợ cả đời đã sống lại bên hắn. Hắn nhớ lại tình cảnh thương tâm, người thương tích đầy mình ôm em gái đang nằm chung vũng máu bất động. Còn bây giờ hai người lại một lần nữa có thể ôm nhau bằng da bằng thịt. chứng kiến cảnh này, bên tự nhủ, bên hạ giới này đã sống lại hết rồi. vậy tiếp theo, hắn đột nhiên biến mất khỏi cái chỗ này. lúc này ở trên bầu trời vân châu một cái tiểu đảo tiên giới đang trôi nổi cô ẻm giang gia chủ đang bảo vệ giang toàn sở ở chỗ này thấy minh quay lại cô nàng nhẹ giọng nói điều ngươi dặn ta đã làm theo sau khi xong việc xin ngươi hãy thực hiện lời hứa chỉ là giang toàn sở vẫn chưa tỉnh lại điều này làm cho minh rất ngạc nhiên nhìn chăm chú vợ mình hắn hỏi hệ thống toàn sở tại sao chưa tỉnh lại lúc này hệ thống cũng trả lời thân hồn của giang toàn sở chịu tổn thương không thể đánh thức vẻ mặt của nàng vẫn đang ửng hồng chỉ là hôn mê giống như một người ngủ say đặc hiệu mắc điểm kiểm tra được nhiệm vụ mới hệ thống đưa ra thông báo nhiệm vụ duy nhất đánh thức giang toàn sở bởi vì linh hồn của giang toàn sở chịu tổn thương rất nghiêm trọng kỹ năng chữa trị đơn thuần vô hiệu muốn đánh thức nàng ta phải sử dụng lực lượng đồng nguyên thiên địa bù sung đủ linh hồn bị tổn thương của nàng ta thì mới có thể thức tỉnh phần thưởng một nhân đôi điểm lĩnh vực hiện có mê nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ suy nghĩ sử dụng lực lượng đồng nguyên thiên địa để đánh thức sao đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó Khoan đã, vừa rồi lão đầu nói pháp khí của đại lục hàng cổ, mình nhớ cũng có lực lượng đồng nguyên thiên địa. Hắn nhìn xuống bên dưới vẫn còn, đây là, hắn rất ngạc nhiên, bởi vì, nhận thấy ký chủ hiện nay đạt tới yêu cầu nâng cấp cơ bản, kích hoạt điều kiện nâng cấp cho phiên bản 6.0 của lĩnh vực vô địch. Điều kiện nâng cấp 1, hạ giới phi thăng, lĩnh vực bao trùm cả cửu châu, biến nó thành tiên vực, dung nhập vào trong ngàn vạn tiên vực. Điều kiện nâng cấp 2, ký chủ cần chuẩn bị 20 triệu điểm lĩnh vực, hệ thống nâng cấp thành công thì sẽ kích hoạt tính năng mới, vạn tượng tiên khố của lĩnh vực vô địch phiên bản 6.0, điều này làm cho mên nghẹn họng, cái quỷ gì vậy, muốn ta bao trùm cả cửu châu, như vậy ta phải tốn bao nhiêu điểm lĩnh vực. Nhưng mà hệ thống thì vui mừng cười với hắn, ký chủ à, tính ra thì muốn bao trùm cả cửu châu cần khoảng 1,92 tỷ điểm lĩnh vực, 1,9 tỷ, ngươi bán cả ta đi cũng không đủ. Có điều nhiệm vụ vừa rồi, điểm lĩnh vực nhân đôi, nếu ta có thể nghĩ cách tìm được pháp khí hoàn thành nhiệm vụ, ở trong quá trình đó kiếm thêm ít điểm lĩnh vực nữa, nói không chừng. Đúng, như vậy thì đều sâu chuỗi lại rồi, và con tim mình cũng đã vui trở lại. Hắn thầm nghĩ, nhiệm vụ nhìn như khó khăn, nhưng có lẽ không khó như ta nghĩ, he he. Tập 65, cùng lúc này tại hạ giới thiểu hoa vực, một trong vạn thiên thế giới, giọng nói đầy kinh ngạc vang lên bên trong tòa lầu các. Cái gì, huyền võ tiên vực vẫn lạc, còn rơi xuống cửu châu giới vực yếu nhất ở bên cạnh, thực sự không thể tin nổi thì ra là mấy lão già đang trao đổi với nhau. họ là tam đại cự đầu của thiều hoa vực, chỉ giới vực chủ. theo tin tức của thám tử, không chỉ tiên vực vẫn lạc, còn có một đám thế lực thần bí từ bên ngoài tới thừa thế mà xâm nhập nữa. cường giả giới vực khác đều cùng nhau tụ tập thảo luận chuyện này rồi. đột nhiên lúc này một giọng nói vang vọng khắp chư thiên vạn giới. đám kiến cỏ các giới vực nghe kỹ đây cho ta. đây là lời cảnh cáo của thiên ma nhất tộc. thiên lý truyền âm rất nhanh. ba người này nhận ra thuật pháp này giới ta đột nhiên giáng lâm một cỗ khí tức mạnh mẽ dị thường giọng nói kia đều truyền tới tai từng người ở các tiên vực các ngươi nghe kỹ đây hạn trong 10 ngày điều này làm đám tiên nhân có chút kinh ngạc khó hiểu cái gì thiên thiên ma sao ta muốn trong 10 ngày các giới vực phải cử một đại diện tới lãnh địa tộc ta đầu hàng cơ hội chỉ có một lần kẻ không đầu hàng giết chết không tha giọng nói đầy bố đời được phát ra từ cô ẻm đã đại chiến với trần trường an ở huyễn vũ tiên vực nàng ta đang ngồi trên một cái vương tọa phát ra truyền âm tới toàn bộ tiên giới đột nhiên đôi tai chuột của nàng ta lại nghe được mấy cái lời khinh miệt ta khinh thiên ma nhất tộc cái rắm gì chứ chẳng qua là đám chuột nhát nhân lúc cửu châu nổi loạn thừa thế xông vào có bản lĩnh thì tới linh võ vực thái võ chân nhân ta sẽ thỉnh giáo nhà ngươi anh thanh niên tóc đỏ có vẻ cứng nha ở những tiên vực khác cũng thế nói hay lắm vọng huyền vực trương việt ta cũng không phục ngươi tính thêm lão tử trường thạch vực ta nữa điều này làm cô ẻm cũng có chút bất ngờ không ngờ thân là kiến cỏ lại có lòng tự tôn tới vậy quả thực ta đã đánh giá thấp các ngươi nhưng mà toàn thân nàng ta lại bắt đầu phát ra hắc ám lôi điện cùng với giọng nói lạnh như băng thân hình nàng ta bay lên thân là kiến cỏ ánh mắt nhìn về phía những cái tiên vực kia đầy khinh thường lại thiếu đi giác ngộ của kiến cỏ nên có cùng với đó từng luồng hắc ám lôi điện đánh về những chỗ có âm thanh vừa phát ra với tốc độ nhanh như điện sệt điều này làm cho đám vực chủ còn lại rất sợ hãi bọn chúng cảm nhận được chỉ trong chốc lát mà khí tức năm tiên nhân đã biến mất đồng thời một nửa vùng đất thiều hoa giới biến mất rồi tử thương vô số tiên nhân tam đại cự đầu thực sự sợ hãi cô ta thực lực khủng bố búng tay liền có thể diệt hạ giới lúc này cô ẻm lại truyền âm tiếp các ngươi tốt nhất nên rõ ta không thương lượng với các ngươi cũng không quan tâm các ngươi có thần phục hay không bầu trời của tiên giới giờ đây tràn ngập một màu đỏ như máu ta cho các ngươi lựa chọn chẳng qua là vì tiết kiệm thời gian của chúng ta mà thôi, nghe hiểu chưa hả, lũ kiến cỏ? Cái phi thuyền của đám thiên ma này giống như hình tháp, bay xuyên qua tầng mây, cùng với tiếng cười ngạo nghễ của thiên ma kia, tòa tháp kia hình như dừng lại rồi, ừm, nhưng lại có thể phá vỡ hư không công kích đến giới vực khác. Thực lực cỡ này, không hổ là thiên ma nhất tộc. Nhìn tòa tháp kia đang lơ lửng, đám người sư phụ mên kinh ngạc. À. Sau đó cất tiếng hỏi Trần Trường An nhưng mà ban nãy con vừa nói chỉ cần tìm thấy thần khí hoàn cổ mất tích sẽ có thể giải quyết được chúng là sao nghe vậy bên vươn tay vẽ lên đồ án trận trên không trung rồi nói những ngày này ảo diệu của trường sinh thể cũng được ta khai phá sư phụ pháp trận này chính là kết quả ta nghiên cứu nó sẽ theo linh lực của ta tăng mạnh mà mở rộng theo cách duy nhất giải quyết thiên ma nhất tộc hắn giải thích về công dụng của trận này chính là mở rộng phạm vi của pháp trận tới trên tòa tháp kia điều này làm cho sư phụ hiểu rõ ràng thì ra là vậy, cho nên con mới muốn thu thập thần khí của hoàn cổ đại lục, hấp thu linh lực hoàn thành mở rộng, nhưng mà mên thầm nghĩ, trước tiên cứ nói vậy đã, bây giờ nói ta có hệ thống gì đó cũng vẫn còn quá sớm. Nhưng mà thần khí hoàn cổ, theo ta được biết có bốn cái bị mất ở chư giới này, lão sư phụ nhớ lại. Chỉ là một trong số đó, năm đó sau khi bị ta điểm tỉnh thì thần tính đã mất, hai cái không rõ tung tích, còn một cái vẫn đang ở trong phế hư tiên vực của ta trước kia. Tuy ta có thể quay về lấy, nhưng sức mạnh của thần khí hắn có chút ăn không tiêu. Sau đó nói tiếp, ban nãy thiên ma cũng nói rồi, sau 10 ngày sẽ phát động tấn công, nếu chúng ta bây giờ mới đi đã quá muộn rồi, hơn thế nữa, nên cho rằng nhất định là không đủ. Nghe vậy, Bảo Nhi hỏi lão sư phụ, sư tổ, thần khí có đặc trưng gì, nếu như rõ ràng một chút có lẽ chúng ta sẽ tìm được nhanh hơn. Lão sư phụ liền giải thích cho cô bé, chỗ ở thần khí hoàn cổ nhất định phải là bảo địa tiên sơn linh lực dồi dào, hơn nữa nhất định phải mạnh hơn phúc trạch thông thường vì linh lực của thần khí hoàn cổ cực kỳ mạnh thậm chí sẽ dẫn tới sinh thái ở nơi đó xảy ra biến hóa kỳ dị sinh ra những sinh vật hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để lý giải biến hóa kỳ dị và sinh vật không thể lý giải sao bạch nguyệt thầm nhủ lại những cái lời này sau đó vui vẻ nói cái đó tiền bối nếu nói vậy thì ta có biết một nơi nghe vậy cả đám người đều kinh ngạc nhìn về phía bạch nguyệt lúc này nàng ta mới giải thích thiên yêu cổ hồ chúng ta trên thực tế là một nhánh của chủng tộc yêu hồ vùng thanh khâu vực nghe lão lão nói trong lãnh địa của hồ yêu thanh khâu có một bí địa trong đó không chỉ linh khí dồi dào vô cùng mà thể hình sinh vật trong đó cũng to lớn hơn sinh vật bình thường gấp chục lần thậm chí nàng ta ánh mắt ngương trọng hồ nước trong đó còn có tác dụng thần kỳ giải độc và chữa trị nếu là như vậy ắt có thần khí lão sư phụ đoán ra nhưng mà men phải hỏi lại chắc chắn 100% sao lão sư phụ liền khẳng định không sai đâu chúng ta lập tức chia ra hai ngả ta đi tìm thần khí trong phế khư tiên vực các ngươi đi tìm hai cái còn lại đi nghe vậy mê liền bảo cô nàng được bạch nguyệt cô dẫn đường chúng ta cũng lập tức xuất phát sư tổ cẩn thận nha thấy lão sư phụ rời đi bảo nhi rất quan tâm gọi với theo lúc này mê liền yêu cầu hệ thống dùng mảnh vỡ giới vực hợp thành một thể giới vực xuyên không hạ giới thuận tiện đổi lấy cho ta một phân thân cấp bậc tiên chủ tinh trừ 20 mảnh vỡ giới vực đang hợp thành phân thân tiên chủ cần 400 triệu điểm điểm số không đủ bạn có muốn mượn không hỏi bằng thừa mên lập tức đồng ý sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người phân thân của mên được hệ thống đá ra ngoài làm cho hai cô bé kinh ngạc lắm chỉ là phân thân đã có khí tức khủng bố như vậy vậy bản thể phải tồn tại cảnh giới nào vậy chứ trước đó có phải mình nói quá rồi không muốn đuổi theo sư phụ này kia sau khi hoàn thành mên liền dặn dò bảo nhi cửu châu tạm thời giao cho con có nguy hiểm lập tức gọi ta tỉnh lại bảo nhi liền cam đoan với hắn sư phụ yên tâm con nhất định chăm sóc tốt cho bản thể của người. À, còn có cửu châu nữa, nàng ta bổ sung với ánh mắt phát sáng nhìn về phía bản thể của men, khiến cho phân thân được chuyển hồn sang có chút rén, sợ cô nàng ở nhà lại nhún nhảy hút hết sinh lực của hắn. Nhưng mà biết làm sao được, không thể chia hồn ra được, hắn liền gọi, Bạch Nguyệt, chúng ta đi. Cô ẻm ngay lập tức theo hắn rời đi, vâng, tiền bối. Một cái cánh cổng không gian truyền tống được men vẽ đi ra. Sau đó, hai người đi vào trong truyền tống trận rời đi một đường xuyên qua hư không lúc này hệ thống thông báo ký chủ đã đáp giới vực hạ giới thanh khâu vực thật mong chờ chuyến mạo hiểm mới này